Chào mừng các bạn đã quay trở lại với cả kênh của Phi Tùng. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 412 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ Tiên Nghịch, tác giả Nhĩ Căn, qua giọng đọc của Phi Tùng. Ở tập trước thì như chúng ta đã biết thì lúc đó Vương Lâm đang đánh nhau với cả con trai của Diệp Mịch. Diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào thì xin mời các bạn cùng đón nghe tập 412. Các bạn nhớ là đừng quên ấn like, comment cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà cập nhật những video mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Và lúc này thì trong lúc nguy cơ, tay trái của Vương Lâm giơ lên, ẩn chứa sinh cơ, vỗ mạnh lên người của con trai Diệp Mịch. Cùng lúc đó thì tay phải theo sau, tử khí ngập tràn. Một luồng khí màu đen lao thẳng vào trong người của con trai Diệp Mịch. Sinh tử ấn xuất hiện. Nhưng mà tất cả thì không thể ngăn nổi con trai của Diệp Mịch đã điên cuồng. Hắn căn bản là không cần biết mình có bị thương hay không, thậm chí không thèm để ý tới cái chết. Giờ phút này chỉ có một ý niệm duy nhất trong đầu là muốn xé tan thân thể Vương Lâm ra mà thôi. Tiếng răng rắc vỡ vụn vang lên bên tai Vương Lâm. Lúc này xương đầu của Vương Lâm đã bị nứt ra một cái khe. Lồng ngực của hắn, da thịt cũng tách ra. Xương cốt thì bắt đầu vỡ vụn trong phạm vi lớn. Trong tích tắc gặp nguy cơ sinh tử này, Vương Lâm nhắm hai mắt lại. Hai mắt hắn vừa nhắm lại, tất cả mọi vật trong thiên địa đều là giả. Trong nháy mắt này, tất cả sự đau đớn đều tiêu tán. Cùng với lúc đó, Vương Lâm giơ hai tay lên, nhắm hai mắt, lại hướng về phía đại địa hư ảo kia nhấn xuống. Hắn vung tay một cái khiến cho thiên không ảm đạm, đại địa héo rũ. Đám hư ảnh của tam tộc cổ vào lúc này đồng loạt tiêu tán, hóa thành những luồng khí tức mơ hồ. Một phần thì phân lên trời, một phần thì hạ xuống, dung nhập vào trong mặt đất. Một đạo thuật dung hợp với cả mộng hồi viễn cổ. Mộng này là mộng của ta, là khí tức của đạo cổ, của tam tộc cổ hóa thành, ngưng tụ tạo ra thần thông của Vương Lâm ta. Mộng này không thể phá vỡ. Ta nhắm mắt, hết thảy đều là giả dối. Ta mở mắt, ngươi vào mộng của ta. Sau đó hai mắt Vương Lâm mở bừng ra. Mộng hồi viễn cổ của Thanh Quang Thuẫn do Vương Lâm đánh ra trước đó đã nghiên cứu một phen. Thuật này tuy mạnh nhưng có hạn chế, vì mộng hồi viễn cổ trên thực tế chỉ là dùng thần thông đem tất cả những gì chủ nhân của Thanh Quang Thuẫn chứng kiến hóa thành giấc mộng, dùng giấc mộng này mà sát nhân. Chẳng qua chủ nhân của Thanh Quang Thuẫn vốn đã tử vong, giấc mộng của hắn cũng đã chết, không thể biến hóa nhiều nữa. Mà Vương Lâm tự nghĩ ra mộng đạo thuật trên thực tế chính là bắt nguồn từ mộng hồi viễn cổ. Giờ phút này dung hợp hai thuật, hắn có thể thay thế chủ nhân của Thanh Quang Thuẫn trở thành chúa tể của giấc mộng này. Hắn trở thành chúa tể, ý nghĩ của hắn có thể tùy ý sửa đổi giấc mộng này. Trong tích tắc khi hắn mở mắt ra, lúc này hắn đã trở thành mộng hồi viễn cổ. Trong chớp mắt khi hắn mở mắt, thiên địa ầm ầm chấn động. Cả thế giới này bất ngờ biến thành đôi mắt của Vương Lâm. Sắc mặt con trai Diệp Mịch lúc này tái nhợt, nháy mắt quay đầu. Hắn thấy một cảnh tượng khiến tâm thần rung động, khiến hắn trong điên cuồng phải tỉnh lại. Hắn nhìn thấy bên trong thiên địa xuất hiện một đôi mắt khổng lồ. Trong đôi mắt này có sát khí. Trời là mí mắt, đất là đáy mắt, lần lượt dung hợp trong đồng tử đó, bất ngờ tạo thành một tròng mắt khổng lồ. Nếu chỉ có như vậy thì cũng không khiến choán hoảng sợ. Khiến choán hoảng sợ chính là những thứ mà thần thức của hắn thấy được. Thần thức của hắn lan ra, thoát khỏi phiến thiên địa hư ảo này, không ngờ lại thấy được một khuôn mặt vô cùng khổng lồ. Thân thể hắn, nơi mà hắn giao chiến với cả Vương Lâm,
chỉ là mắt trái của khuôn mặt đó mà thôi. Không chỉ có một khuôn mặt, mà hắn còn thấy một thân hình to lớn vô hạn, mái tóc bạc phất phơ như là ngân hà bay phấp phới. Không ngờ người này thì chính là Vương Lâm. Cảnh tượng này khiến cho tâm thần con trai Diệp Mịch ầm vang, trong thời gian ngắn kinh ngạc tới mức không thể nào tin vào thần thức của mình, tin vào hình ảnh mà mình đã nhìn thấy. Trong nháy mắt khiến sừng sốt đứng lặng ra ở đó, Vương Lâm có thân thể khổng lồ này, mắt trái lóe lên hàn quang, từ từ nhắm lại. Mắt trái nhắm lại làm cho cả vùng thiên địa có một luồng lực lượng có thể giết chết tất thảy tu sĩ ầm ầm mà bộc phát. Chuyện này không có khả năng. Con trai của Diệp Mịch quay phát đầu nhìn Vương Lâm vừa bị hắn xé đôi, nhưng mà trước mặt hắn lại không có một bóng người. Vương Lâm biến mất. Chẳng những Vương Lâm biến mất mà thiên địa đang nhanh chóng co lại này lại không có bất cứ một sinh linh nào cả, khiến cho con trai Diệp Mịch tràn ngập sự sợ hãi. Đây rốt cuộc là thần thông gì? Sắc mặt hắn trở nên tái nhợt, hai mắt tràn ngập sự hoảng sợ, nhanh chóng lùi lại phía sau. Thiên địa sụp đổ, mắt trái của Vương Lâm khổng lồ nhắm lại, khiến cho thiên địa ầm ầm đè xuống. Ta không tin, đây chỉ là giả dối, đây chỉ là giả. Con trai của Diệp Mịch ngẩng phát đầu, thân thể lao thẳng lên bầu trời đang đè xuống, ầm ầm vung quyền mà đánh tới. Tiếng chấn động tràn ra khắp không gian, liên tục từng quyền đánh tới, nhưng mà không cách nào ngăn cản bầu trời đang sụp đổ xuống. Một lát sau bầu trời không ngừng đè xuống, chỉ còn cách mặt đất không tới ngàn trượng. Thân thể con trai Diệp Bịch này chỉ còn cách là hai tay chống trời, chân đạp mặt đất, thần sắc lộ ra sự sống thống khổ, từ trong cơ thể truyền ra tiếng bùng bùng, cố gắng mà chống cự. Không, đây đều là giả dối, là giả dối. Ầm một tiếng, đôi chân của con trai Diệp Mịch sụp đổ, thân thể trực tiếp quỳ xuống, thiên địa đè ép xuống chỉ còn mấy trăm trượng. Ta là con trai của Diệp Mịch, ta là do tâm huyết biến thành, ta không thể thua được. Con trai của Diệp Mịch thống cổ gầm thét, song trưởng vỡ tung. Thiên địa nhấn một cái, hoàn toàn ép vào nhau, không còn chút khe hở nào nữa. Từ xa nhìn lại, thân ảnh Vương Lâm khổng lồ kia, mắt trái đã hoàn toàn nhắm lại, thân thể hắn nhoáng lên, hóa thành từng điểm sáng mà tiêu tán. Mộng tỉnh rồi. Cùng với việc tỉnh mộng, thiên địa biến mất. Bên ngoài tinh không thì vẫn là vô danh chuyển luân trận, mấy vạn tu sĩ giới ngoại ở xa xa căn bản không biết chuyện gì vừa xảy ra. Theo bọn họ thấy, thân thể con trai Diệp Mịch chỉ là dừng lại ở giữa không trung, không ngừng gào thét thống khổ. Trước người hắn lại không hề có thân ảnh hư ảo nào. Vương Lâm cách đó mấy ngàn trượng nhắm hai mắt, không hề nhúc nhích. Sau 10 hơi thở, Vương Lâm mở bừng đôi mắt, bên trong lộ ra vẻ uể oải và sát khí vô cùng. Bước từng bước về phía trước, hóa thành một đạo lưu tinh, gào thét kinh thiên, huyết quang lóe lên. Huyết kiếm hiện lên ở trong tay phải của hắn, trong tích tắc đánh tới con trai của Diệp Mịch đang giãy giụa trong sợ hãi. Lúc này trong nháy mắt khi mà người này mở mắt, ánh mắt lộ ra vẻ mê man. Huyết quang bên người Vương Lâm lóe lên, ầm một tiếng, chém lên thân thể của hắn, trực tiếp phân ra làm hai. Cho tới khi mà tử vong thì hai mắt của hắn vẫn lộ ra vẻ mờ mịt vô tận. Thân thể bị chém làm đôi, hai nửa người hắn hóa thành 8 giọt máu màu tím lao về phía Vương Lâm, lần lượt chui vào trong mi tâm của Vương Lâm. Thần sắc uể oải của Vương Lâm càng thêm đậm. Hấp thu 8 giọt máu này, hắn không lập tức dung hợp mà đi về phía vô danh chuyển luân trận. Cho tới khi mà bước vào trong trận, hắn mới không thể áp chế được nữa, phun ra một ngụm máu tươi, lập tức tới bên cạnh của Tây Tử Phượng, nhanh chóng khoanh chân thổ nạp chữa thương. Một trận chiến vừa rồi cực kỳ là hung hiểm. Giết con trai của Diệp Mịch đối với cả Vương Lâm mà nói, nếu không dùng tới cây cung của Lý Quảng thì cực kỳ khó khăn. Hắn mặc dù thắng, nhưng cũng bị thần thông kinh thiên động địa của đối phương đả thương. Tề thiên thuật kia đến giờ vẫn khiến cho Vương Lâm kinh hãi không thôi. Vương Lâm khoanh chân ngồi xuống,
trong mi tâm vẫn còn vệt máu. Vừa rồi tất cả những gì phát sinh trong mộng hồi viễn cổ đều diễn ra chân thật trên người Vương Lâm hắn. Hắn suýt nữa đã bị con trai của Diệp Mịch xé đôi thân thể. Giờ phút này, cảnh hắn ngồi khoanh chân chữa thương rơi vào trong mắt mấy vạn tu sĩ giới ngoại. Trầm mặc trong chốc lát, sau đó họ liền gào thét ầm lên. Hắn bị thương rồi kìa. Hắn đang bị thương rồi. Lúc này chính là thời cơ tốt nhất để giết hắn đó. Đúng đúng đúng. Sau khi hắn bị thương thì trận pháp kia không thể vận chuyển đầy đủ. Phá trận giết người thôi. Mấy vạn tu sĩ giới ngoại này sau khi nhận thấy Vương Lâm bị thương đều sôi trào lên từng đạo cầu vồng bay ra, lao thẳng về phía vô danh chuyển luân trận mà Vương Lâm đang ngồi. Tiếng ầm ầm vang vọng khắp không gian. Mấy vạn tu sĩ điên cuồng công kích khiến cho vô danh chuyển luân trận vặn vẹo trong phạm vi lớn, sóng gợn tứ tán. Tây Tử Phượng đang ở bên cạnh Vương Lâm lúc này sắc mặt tái nhợt, ánh mắt lộ vẻ lo lắng. Bên ngoài trận pháp này, năm bậc toàn năng đã bị thương lúc này. Năm bậc toàn năng đã bị thương vào lúc này cũng cắn răng bay lên, không để ý tới thương thế, hướng về phía trận pháp ầm ầm mà đánh tới, dùng hương hỏa thần thông bọn họ cùng với mấy vạn tu sĩ này mà tấn công. Vô danh chuyển luân trận mơ hồ run rẩy, vô số oan hồn trong đó gầm thét đẩy bánh xe, triệt tiêu lực công kích mang tính hủy diệt kia. Ngay lúc mà Tây Tử Phượng đang lo lắng, bên trong giới nội, Mộc Băng Mi và nữ tử áo hồng kia đang thấp thỏm. Vô Lâm đang khoanh chân ngồi, đột nhiên mở bừng hai mắt, hàn quang lóe lên. Ta mặc dù bị thương, nhưng giết các người không khó. Vương Lâm nén lại thương thế, tay phải giơ lên bắt quyết, hướng về phía vô danh chuyển luân trận ấn một trường. Một trường này khiến cho vô danh chuyển luân trận ầm vang. Chuyển luân biến ảo, chuyển động bát phương. Vương Lâm gầm nhẹ, tu vi theo tay phải toàn bộ truyền vào trong đại trận, hình thành một luồng lực lượng mênh mông, khiến cho trận pháp này trong tiếng ầm ầm liền huyễn hóa ra bên ngoài ngoại giới một bánh xe khổng lồ. Bánh xe này bị vô số oan hồn đẩy lập tức lăn đi, khiến cho lực lượng thiên địa thay đổi, giống như toàn bộ trong lúc bánh xe này lăn liền bộc phát ra lực lượng của tử vong. Bánh xe lăn đi, hễ tới gần tu sĩ giới ngoại là lập tức thân thể bọn họ vỡ tung, bị nó nghiền nát, nguyên thần bị hấp thu trở thành nô lệ trong bánh xe. Mấy vạn tu sĩ đều đồng loạt hoảng sợ lùi lại phía sau. Trong nháy mắt khi mà bánh xe đã lăn 3 vòng, sau 3 vòng này, tất cả tu sĩ giới ngoại còn chưa chết, lúc này đã bị dọa cho tan nát tâm thần, không dám quay đầu mà nhanh chóng bỏ chạy. Vương Lâm đứng dậy, trên tay phải xuất hiện cây cung của Lý Quảng. Hắn kéo mạnh dây cung, hướng về phía ngoài túm một cái, khiến cho dây cung căng như là hình tròn. Vương Lâm khó nén nổi về uể oải, nhưng hai mắt bừng lên sát khí, nhìn chằm chằm vào chỗ ngoài trận pháp hơn trăm trượng. Bước thêm một bước, Vương Mỗ sẽ giết ngươi lần nữa. Lúc mà thân ảnh trưởng tôn xuất hiện, nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, trầm mặc hồi lâu rồi xoay người rời đi. Sau khi trưởng tôn rời đi, Vương Lâm thu lại cây cung của Lý Quảng. Thương thế trong cơ thể hắn quá nặng, khóe miệng tràn ra máu tươi, khoanh chân ngồi xuống. Thời gian như nước qua cầu, không ngừng không nghỉ, chỉ trong nháy mắt đã qua 9 tháng nữa. 9 tháng này không có bất cứ một tu sĩ giới ngoại nào dám tới nơi này nữa. Rượu trong bình của Tây Tử Phượng đã ấm rồi, lại ấm lần nữa, nhưng không được Vương Lâm uống. Cho tới hết một năm, Tây Tử Phượng với thần sắc phức tạp nhìn Vương Lâm một lần, than nhẹ rồi từ từ rời đi. Trên mặt đất vào lúc này bên cạnh Vương Lâm là một nữ tử áo hồng. Nữ tử áo hồng này ở bên cạnh Vương Lâm tới tháng thứ 5, Vương Lâm mới mở mắt, phun ra một ngụm chọc khí, vẻ ảm đạm trong mắt tiêu tán, thay thế là ánh mắt sáng ngời. Chỉ là bên trong đó thì vẫn còn ẩn giấu vẻ uể oải. Đánh một trận với cả con trai Diệp Mịch khiến Vương Lâm bị trọng thương dưới thuật Tề Thiên. Thuật này quá mạnh, dù là tới lúc này hắn vẫn còn sợ hãi. Chàng tỉnh rồi sao? Nữ tử áo hồng tướng mạo xinh đẹp, ngoan ngoãn, khoanh chân yên lặng ngồi bên cạnh hắn, lúc này quay đầu nhìn về phía Vương Lâm,
đôi mắt sáng ngời nhẹ nhàng cười nói. Nàng ta đi rồi sao? Vô Lâm nhìn lại, bên trong trận pháp giới nội đã không còn thân ảnh của Tây Tử Phượng, chỉ còn Mộc Băng Mi đang khoanh chân xa xa không hề nhúc nhích. Chàng chữa thương hơn một năm, Tây Tử tỷ tỷ đã đi rồi. Nữ tử áo hồng nhẹ giọng mà nói, đôi mắt nhìn Vương Lâm nở ra nụ cười, sau đó nói tiếp. Tỷ tỷ trước khi đi có nhờ ta chuyển cho chàng một câu. Nàng đi tới Thanh Linh Tinh, chỉ ở nơi đó muốn tìm đệ tử của chàng là Tạ Thanh. Vương Lâm trầm mặc trong chốc lát rồi gật đầu. Trong thời gian ngắn thì hai người giống như không còn gì để nói. Vương Lâm trầm mặc khiến nữ tử áo hồng kia cũng trầm mặc theo. Tinh không rất là yên tĩnh, lại tạm thời không có tu sĩ giới ngoại. Bên trong tinh không còn có thể thấy những tinh vân có ánh sáng như ngọc. Ánh sáng yếu ớt của chúng trong tinh không đen kịt này trông rất là đẹp. Có tinh vân làm bạn, bên trong tinh không này có một nam một nữ, giống như có một sự rung động không thể nói rõ đang quanh quẩn. Năm đó từ biệt đã nhiều năm, chàng có biết ta là ai không? Hồi lâu sau, nữ tử áo hồng nhìn Vương Lâm, thần sắc lộ ra vẻ phức tạp, nhẹ giọng mà nói. Hồng Điệp. Vương Lâm không nhìn nữ tử này mà nhìn tinh không, bình tĩnh mà nói. Hóa ra chàng đã biết. Nữ tử áo hồng nhắm mắt lại. Là Chu Vũ Thái nhắc nhở ta. Hắn ở Tuyết Vực Quốc có tìm được một trận pháp, bên trong đó có một ít tóc của nàng. Nghĩ rằng đây là biện pháp giúp nàng năm đó triệt tiêu đại kiếp. Trước mắt Vương Lâm như hiện lên trận pháp kia vậy. Nữ tử áo hồng này thì đúng là Hồng Điệp. Chỉ là nữ tử cô ngạo tới cực điểm. Trong hồi ức thì hôm nay đã bị năm tháng thay đổi rất là nhiều. Một tia kiêu ngạo cũng đã được giấu dưới đáy lòng. Tới bên ngoài không thể cảm nhận được nữ tử Hồng Điệp ngày xưa nữa. Còn nhớ Vũ Thiên Giới năm đó không? Khi đó chúng ta còn từng đấu pháp nữa. Hồng Điệp cười khẽ, vừa nói vừa nhớ lại, giống như nói chuyện với một người bằng hữu, nhẹ giọng mở lời. Từng có một thời gian, Vương Lâm, ta rất hận chàng. Ta hận chàng tại Vũ Thiên Giới đã chặt một cánh tay của ta. Vương Lâm cười khổ, theo tiềm thức sờ sờ mũi, không mở miệng. Không thể nào ngờ được, 2000 năm qua đi, chúng ta hôm nay lại còn có thể cười nói trò chuyện với nhau như vậy. Hồng Điệp thấy động tác sờ sờ mũi của Vương Lâm, che miệng yêu kiều cười lên. Vừa tươi cười, nàng vừa nheo mắt lại, giống như trăng lưỡi liềm trông vô cùng xinh đẹp. Tại vì khi đó nàng muốn giết ta, không phải là ta muốn chọc vào nàng. Vương Lâm lắc đầu cũng nở ra nụ cười. À, Tây Tử tỷ tỷ dù đi rồi nhưng lại để lại một bầu rượu đó. Hồng Điệp nhìn Vương Lâm, ngọc thủ vắt lên, bầu rượu nọ liền xuất hiện trong tay này, đưa cho Vương Lâm. Vương Lâm nhận lấy bầu rượu, uống một ngụm. Còn ở trên Chu Tước Tinh, chàng và ta đã đánh một trận. Chàng đã đoạt côn cực tiên của ta đó. Hồng Điệp cười nói. Cũng qua rồi mà nàng còn nhớ rõ như vậy. Vô Lâm lại cười khổ lần nữa, không biết nói gì. Đương nhiên phải nhớ rồi. Nếu không có lần đó ta bị thương nặng thì cũng không bị Kiền Phong quấy nhiễu tâm thần. Lại nói, bên trong Chu Tước Mạc, phải cảm ơn chàng đã giải thoát cho ta khỏi luân hồi đó. Nhớ lại chuyện cũ, Hồng Điệp than nhẹ. Nàng không hận ta quá sâu, tất cả đều là quá khứ rồi. Lần trước nàng bảo ta tới Tuyết Vực tìm hoa hồng màu lam, ta cũng đã tìm được rồi đó. Hồng Điệp là nữ tử mà trừ Lý Mộ Uyển, Liễu Mi ra thì khiến cho Vương Lâm cả đời này có ấn tượng rất là sâu sắc nhất. Thân ảnh như bươi cánh bướm đỏ rực kiêu ngạo kia, nữ tử này khiến hắn khó có thể quên được. Trăm năm hóa thần chính là nữ tử này đây. Khi đó ta cũng không nghĩ tới chàng sẽ có ngày hôm nay. Tất cả đều như giấc mộng vậy, khiến cho người ta có cảm giác không được chân thật.
Hồng Điệp lắc đầu. Thời gian cứ thế chậm rãi trôi qua, trong chớp mắt đã qua 3 ngày. 3 ngày này Vương Lâm không chữa thương mà ôn lại những chuyện trong quá khứ với cả Hồng Điệp, chậm rãi tìm lại được cảm giác của tu sĩ nhỏ bé ngày xưa trên Chu Tức Tinh. Loại cảm giác này rất là ấm áp, rất là thoải mái. Sau đó khi mà La Thiên và Liên Minh Tinh Vực giao chiến, ta đã thấy chàng, nhưng chàng lại không nhận ra ta. Hồng Điệp nhìn Vương Lâm, nàng nhìn đối phương từ Chu Tức Tinh đi ra, tỏa ra ánh sáng chói mắt. Ánh sáng này ngày càng mở rộng và cuối cùng bao trùm cả giới nội, giới ngoại. Đối với cả Vương Lâm thì trong lòng Hồng Điệp cũng kính nể. Cả đời này của nàng không hề thích người nào, nếu có cũng chỉ có Vương Lâm mà thôi. Hai người chưa tới mức nói tới tình yêu, nhưng có một loại cảm tình cảm không thể nói rõ, bản thân nàng cũng không hiểu rõ nó là thứ gì. Có lẽ giống như là rượu ngon vậy, để càng lâu càng đượm. Năm tháng càng dài thì tình cảm lại càng cảm thấy thân thiết. Hai người nói chuyện với nhau mấy ngày sau thì mới dần dần ngừng lại. Vương Lâm lại một lần nữa bắt đầu thổ nạp chữa thương. Hồng Điệp ngồi yên lặng ở đó, nhìn vào tinh không, ánh mắt mê man, có phức tạp nhưng cũng có sáng ngời. Một tháng, hai tháng, chẳng biết cuối cùng là 9 tháng của năm thứ 2 thoáng cái đã qua. Cho tới ngày này, bên ngoài trận pháp, trong tinh không, có một luồng ánh sáng màu lam nhu hòa như ẩn như hiện, dần dần tràn ngập tinh không, thay thế cả ánh sáng như ngọc của tất cả tinh vực, khiến cho bên ngoài trận pháp tràn ngập một màu lam. Màu lam này dày đặc đều khiến cho người ta có một cảm giác bi thương và u buồn. Vương Lâm mở hai mắt nhìn màu lam bên ngoài trận pháp, trầm mặc không nói. Hắn thấy bên trong tinh không tràn ngập màu lam, mơ hồ có hai người đi ra. Đó là một nam một nữ, đó là hai cha con, đó là Lam Mộng Đạo Tôn và Lý Thiến Mai. Suy tư trong vòng 1 năm 9 tháng, Lam Mộng Đạo Tôn cuối cùng đã có lựa chọn. Hắn cùng với nữ nhi của mình dừng lại bên ngoài trận pháp một chút. Ánh mắt Vương Lâm đảo qua, lướt qua Lam Mộng Đạo Tôn, rơi vào người của Lý Thiến Mai. Lý Thiến Mai rõ ràng đã gầy đi rất là nhiều. Thần sắc của nàng ảm đạm, không còn vẻ đẹp năm đó. Khi mà Vương Lâm nhìn lại, nàng cũng nhìn Vương Lâm lộ vẻ khổ sở. Nếu nói trên thế gian này, trừ Lý Mộ Uyển, nữ tử có thể khiến Vương Lâm nhớ kỹ là Liễu Mi, bởi có Vương Bình. Hồng Điệp, bởi có nhân quả năm xưa. Còn Lý Thiến Mai nọ, bởi những gì nàng đã làm, bởi vẻ đẹp của nàng năm đó. Cũng bởi vì ba câu hỏi mà quen thuộc, bởi vì dứt khoát mà theo đuổi mà lần lượt gặp nhau, bởi vì một câu nói của Lý Thiến Mai năm đó vẫn còn luôn tồn tại trong đầu Vương Lâm. Nếu có một ngày ta chết đi, chàng có nhớ được trong đời chàng từng có một nữ tử, nàng tên là Lý Thiến Mai hay không? Lý Thiến Mai làm cho Vương Lâm không thể quên được. 10 năm dùng máu tươi phủ lên người hắn, không oán không hối giúp hắn cầu dược. Ở bên trong cái khe của Vân Hải Tinh Vực, sắc mặt tái nhợt nhắm mắt chờ chết, nhưng cũng không có chút hối hận. Vì nàng mà Vương Lâm đi tới giới ngoại, đi tìm Lam Mộng Đạo Tôn, khiến cho sinh cơ của Lý Thiến Mai không đứt đoạn. Cho tới một khắc khi mà nàng thức tỉnh, Vương Lâm ở trên bầu trời của Lam Sơn chống đỡ lại áp lực vô tận, đẩy thân thể ngược về phía sau. Hắn chỉ muốn nhìn một lần xác định đối phương đã thức tỉnh. Nhưng một câu nói "Ngươi là..." lại là một cây đao chặt đứt tất cả. Một câu nói nọ khiến cho Vương Lâm hiểu rất là rõ. Hắn bỏ qua việc chống cự, để cho lực lượng kia tùy ý bắn ngược thân thể về phía sau càng ngày càng xa. Giờ đây nàng gầy đi nhiều quá. Vương Lâm nhìn Lý Thiến Mai, hồi lâu sau mở miệng nói. Thân thể Lý Thiến Mai run rẩy, nước mắt từ khóe mắt chảy xuống. Trí nhớ của nàng sớm đã thức tỉnh, đã sớm nhớ lại những chuyện năm đó. Giờ phút này khi mà nghe được những lời này của Vương Lâm, nàng không thể nén được lòng nữa, nước mắt rơi xuống. Hồng Điệp nhìn tất cả những cảnh tượng này mà sững người, trầm mặc ngồi một bên. Lam Mộng Đạo Tôn than nhẹ, đi tới trước người Lý Thiến Mai, mang theo nàng bước tới phía trận pháp. Chỉ trong nháy mắt đã tới cách trận pháp không tới 10 trượng. Vô danh chuyển lân trận ầm ầm chấn động, mơ hồ vận chuyển.
Ánh mắt Vương Lâm từ trên người Lý Thiến Mai nhìn lại Lam Mộng Đạo Tôn, trong mắt bừng sáng, nhưng rất nhanh ánh sáng này liền tiêu tán. Hắn lâng tay vung về phía trước, vô danh chuyển luân trận đình chỉ vận chuyển. Ở trước người Lam Mộng Đạo Tôn lộ ra một quầng sáng thông tới chỗ Vương Lâm. Lam Mộng Đạo Tôn không chút do dự mang theo Lý Thiến Mai đi vào bên trong quầng sáng, từng bước đi tới, tiến đến trước mặt Vương Lâm, ngồi một bên, ánh mắt đảo qua Thiên Hoàng Lô phía sau Vương Lâm, trong mắt đầy vẻ nhu hòa. Ta biết ngươi thích rượu, đây là rượu Lam Ti tộc chúng ta, ngươi muốn uống không? Lam Mộng Đạo Tôn vung tay phải lên, lập tức có một bình rượu màu lam tung bay về phía Vương Lâm. Vương Lâm nhìn Lam Mộng Đạo Tôn mỉm cười, sau đó nhận rượu, đặt một bên. Cả đời ta rất ít khi nhìn lầm người. Ngươi ở nơi này, ta thừa nhận lần trước ta nhìn lầm ngươi. Trong Huyễn Chân Đại Trận, ta không thể không ra tay. Lúc đó ta là vì chính mình, cũng vì nữ nhi của ta. Khi đó ta vẫn cho rằng ngươi mặc dù ưu tú, nhưng nếu không chặt đứt liên lạc giữa ngươi và giới nội thì không đủ để trở thành nữ tế của Lam Mộng Đạo Tôn ta. Lam Mộng Đạo Tôn tự lấy ra một bầu rượu uống một ngụm, chậm rãi nói: ta lại không ngờ được ngươi lại có thể tự mình đạt được tu vi hiện nay. Đưa Ngũ Phi cho ta, ngươi có thể làm con rể của ta. Từ nay về sau, ta sẽ mang theo Lam Ti tộc gia nhập vào giới nội. Và cái khớp xương già này của ta sẽ quét sạch quãng đường phía trước cho ngươi. Lam Mộng Đạo Tôn uống một hớp rượu lớn, nói hết quyết định sau này khi mà suy tư 9 tháng. Thân thể của Lý Thiến Mai chấn động, quay đầu nhìn phụ thân mình. Trên đường nàng tới đây, phụ thân nàng không hề nói chuyện này. Nàng hiểu rõ phụ thân có thân phận là Thái Cổ Ngũ Tôn, tu vi như vậy mà nói ra những lời này thì chưa có thể là vì mẫu thân của nàng. Chuyện trước kia cứ để cho nó qua đi. Vương Lâm, ta ở đây chờ câu trả lời thuyết phục của ngươi đó. Lam Mộng Đạo Tôn bình tĩnh mở miệng nói. Rồi ok, mình sẽ dừng lại đây một chút, tí nữa mình đọc tiếp. Và lúc này Vương Lâm nhìn Lam Mộng Đạo Tôn cầm lấy bầu rượu Hồng Điệp, vừa đưa cho hắn, uống một ngụm rồi nhắm mắt lại. Lam Mộng Đạo Tôn cũng không sốt ruột mà ngồi một bên, nhìn tinh không dưới ngoại, chờ đợi câu trả lời thuyết phục của Vương Lâm. Lý Thiến Mai thì trầm mặc rất lâu, chậm rãi khoanh chân ngồi xuống, vị trí hơi xảo diệu, khá gần Vương Lâm, mơ hồ giống như là một người vợ cạnh người chồng. Hành vi của nữ nhi Lam Mộng Đạo Tôn không phải là không nhìn thấy, trong mắt hắn hiện lên vẻ ảm đạm không thể phát hiện, dù là Lý Thiến Mai cũng không thể nhìn thấy. Thời gian cứ thế trôi qua, trong nháy mắt 3 tháng cuối cùng của năm thứ 2 cũng từ từ trôi qua. Năm thứ 2 này rất là yên bình, không có bất cứ một trận chém giết nào. Trong ngày cuối cùng của năm thứ 2, Hồng Điệp đứng lên. Nàng nhìn về phía Vương Lâm. Một năm này đối với nàng mà nói trôi qua rất là nhanh. Giống như nhận thấy Hồng Điệp muốn rời đi, Vương Lâm mở hai mắt. Phải đi rồi sao? Vương Lâm bình tĩnh nói. Đã lấy của chàng thời gian một năm, phải rời đi thôi. Mộc tỷ tỷ còn đang đợi Hồng Điệp. Mộc tỷ tỷ còn đang đợi đó. Hồng Điệp mỉm cười gật đầu nói. Bảo trọng nó. Vương Lâm nhìn Hồng Điệp. Nữ tử cao ngạo này lúc này hắn đã không còn nhận ra nổi. Hồng Điệp mỉm cười nhìn thật sâu vào mắt Vương Lâm, đang định rời đi, đột nhiên thân thể nàng sững lại, quay đầu lại nhìn Vương Lâm, ánh mắt lộ vẻ do dự. Sư tôn ta đã từng nói, năm đó bà gặp một đại nho họ Vương. Khi đó ta vốn không thể sống sót. Chính vị đại nho đó chỉ điểm cho sư tôn một trận pháp. Hơn nữa người đó còn đặt tên cho ta là Hồng Điệp nữa. Vương Lâm nghe thấy câu này, hai mắt lập tức tỏa ra ánh sáng kỳ dị. Thân thể hắn trở nên căng thẳng, thần sắc lộ vẻ rung động không thể tin nổi. Nàng nói cái gì cơ? Thần sắc Vương Lâm biến hóa rơi vào mắt Hồng Điệp. Nàng trầm mặc nửa ngày, lại một lần nữa. Nghe Hồng Điệp nói lại một lần nữa, Vương Lâm hồi lâu sau không nói gì.
trong nội tâm của hắn đang trào dâng sóng gió ngập trời. Hắn còn chưa thể hiểu nổi. Tất cả mọi chuyện rõ ràng là giấc mộng do mình tạo ra, dùng thuật lừa gạt bản thân để mà tạo thành. Tất cả chuyện này vốn là giả dối để cho bản thân đạt được bổn nguyên viên mãn. Nhưng mà Hồng Điệp nói như vậy lại khiến cho tất cả ý nghĩ này tan tành, khiến Vương Lâm đột nhiên không thể hiểu nổi. Tại sao có thể như vậy được chứ? Rốt cuộc cái gì là thật, cái gì là giả, tại sao lại như vậy? Vương Lâm vốn tưởng rằng mình đã hiểu được bổn nguyên, nhưng mà giờ khắc này hắn lại mê man. Chính mình thực sự minh ngộ sao? Hồng Điệp xoay người đi về phía xa xa, nhưng đi vài bước nàng lại sững lại lần nữa, chần chờ xoay người lại hỏi một câu. Thanh Thủy là sư huynh của chàng, hắn hẳn là chàng hiểu rất rõ. Hắn không? Thanh Thủy là sư huynh của chàng, hắn, chàng hiểu rõ hắn hay không? Sao? Nàng muốn hỏi gì? Vô Lâm thu hồi tâm thần lại từ trong rung động mạnh mẽ vừa rồi, nhìn Hồng Điệp chậm rãi mà nói. Hắn có thân nhân nào không? Hồng Điệp cắn môi dưới, hồi lâu sau như trong lòng đã có quyết định. Vô Lâm nhướng mày, cẩn thận nhìn Hồng Điệp vài lần, trong mắt hiện ra cảnh tượng Thanh Thủy đứng ở trước mặt Hồng Điệp tại La Thiên Tinh Vực. Vô Lâm từ xa nhìn lại thấy cảnh tượng Thanh Thủy ngăn cản công kích cho Hồng Điệp. Sư huynh chỉ là một người khổ mệnh, hắn thuở nhỏ toàn bị toàn tộc diệt vong. Sau khi vào tiên giới thì thê tử cũng đã chết đi. Hắn chỉ còn một nữ nhân đã vào luân hồi, sợ là đã quên đi ký ức năm xưa. Nếu nói là có thân nhân thì chỉ là một nữ nhi này chính là thân nhân duy nhất của hắn. Vương Lâm nhẹ giọng mở miệng nói. Những lời nói này rơi vào tai Hồng Điệp khiến cho thân thể nàng run lên, nhắm hai mắt lại. Rất lâu sau đó nàng mới mở mắt, trong đó hiện lên vẻ mê man. Trên vai trái của nữ nhi hắn có một cái thai ký màu hồng. Cái bướt này dù có luân hồi cũng không hề tiêu tán. Thần sắc Vương Lâm đầy thâm ý nhìn Hồng Điệp. Thân thể Hồng Điệp lảo đảo lùi lại phía sau vài bước, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Cảm tạ. Lời nói này nói ra dường như là ngay cả nàng cũng không nghe rõ. Sau đó Hồng Điệp liền hóa thành một đạo cầu vồng lao thẳng về phía La Thiên. Nàng dùng tốc độ nhanh nhất mà tu vi có thể đạt được, muốn lập tức trở về La Thiên, muốn lập tức gặp mặt Thanh Thủy. Hồng Điệp rời đi rồi. Trong ngày cuối cùng của năm thứ hai này, Mộc Băng Mi đi tới bên cạnh Vương Lâm. Nàng không có nói bất cứ điều gì mà bình thản ngồi bên cạnh hắn, hướng về phía Lý Thiến Mai gật đầu chào, sau đó liền yên tĩnh nhắm mắt lại. Lý Thiến Mai cũng biết Mộc Băng Mi, hai người đã từng gặp nhau ở Vân Hải Tinh Vực, cũng biết thân phận của nhau. Vương Lâm còn chưa cho Nam Mộng Đạo Tôn một câu trả lời thuyết phục, vẫn đang suy tư về lời nói của Nam Mộng Đạo Tôn. Cho tới tháng thứ 6 của năm thứ 3, Vương Lâm mới tỉnh dậy từ trong nhập định, mở mắt nhìn Nam Mộng Đạo Tôn. Ta đã có thê tử rồi. Đây là một câu nói của Vương Lâm đối với cả Nam Mộng Đạo Tôn. Lý Thiến Mai cúi đầu, không để cho Vương Lâm thấy thần sắc ảm đạm của mình. Ngươi còn có thể có thê tử thứ hai. Lam Mộng Đạo Tôn nhìn nữ nhi của mình mỉm cười, nhẹ giọng mà nói. Ngươi cũng có thể tiếp tục suy nghĩ, việc này không có vội. Lão Phu mang nữ nhi tới nơi này cũng không định rời đi. Lực lượng một mình ngươi không thể đối phó được với cả bảy màu và chiến lão quỷ, không phải sao? Ánh mắt Lam Mộng Đạo Tôn rơi trên người Vương Lâm. Nếu ta muốn thì nhiều năm trước ta đã có thể bước vào huyền kiếp để độ kiếp rồi. Nếu có thể vượt qua 9 lần thì có thể đạt tới cảnh giới không kiếp. Nhưng ta lại không nắm chắc. Dù là vậy, nhưng so với cả đạo nhân bảy màu hay chiến lão quỷ thì tu vi của ta cũng không kém. Dù có người thứ ba tồn tại thì có sự trợ giúp của ta, chúng ta cũng chưa chắc đã không chiến thắng. Lam Mộng Đạo Tôn chậm rãi mà nói. Hắn nói ra những lời này, Lý Thiến Mai không nghe hiểu, Mộc Băng Mi cũng không hiểu, nhưng đôi mắt Vương Lâm lại sững lại. Hóa ra, ngươi cũng biết chuyện này sao? Ánh mắt Vương Lâm tiếp xúc với cả ánh mắt của Lam Mộng Đạo Tôn.
Ta hẳn là người sinh ra trong giới nội thứ hai sau chiến lão quỷ. Lam Mộng Đạo Tôn than nhẹ nói. Việc này năm đó sau khi ta biết được cảm thấy cực kỳ hoang đường. Ta vốn là không tin nổi, nhưng người nói ra với ta, những người này lại là thê tử của ta, cũng là người đang ở trong thiên hoàng lô của ngươi, Ngũ Phi bị phong ấn. Nàng nói ta không thể không tin. Lam Mộng Đạo Tôn khổ sở lắc đầu. Bát phi của tiên tôn giáng xuống giới ngoại, trong đó Ngũ Phi mất đi thân thể, chỉ còn hồn thể. Mà thê tử của ta lại có thể dung hợp hoàn mỹ với cả hồn thể này, cuối cùng bị Ngũ Phi đoạt xá. Nhưng nàng không hủy diệt hồn của thê tử ta, mà lại liên lạc với ta, khiến ta giúp nàng làm một chuyện. Sát kiếp trong huyền chân đại trận lần trước của ngươi, ta vốn sẽ không ra tay, nhưng nàng lại lấy hồn phách của thê tử ta ra bức bách ta, ta không thể không ra tay. Ngũ Phi nọ ta có thể diệt sát, nhưng ta lại không thể hạ thủ nổi. Trưởng tôn 2 năm trước đã từng tìm ta, từng nói có thể giúp ta bức hồn phách Ngũ Phi trong thân thể thê tử ra. Thậm chí thế gian này, những kẻ biết chuyện đều nghĩ rằng nếu có thể giúp ta làm được chuyện này, thì Lam Mộng Đạo Tôn ta có thể không để tới bất cứ điều gì mà hoàn thành yêu cầu của bọn họ. Nhưng bọn hắn đã lầm rồi. Ta yêu thê tử, không ai có thể hiểu rõ chuyện này hơn ta. Hồn phách của thê tử ta sớm đã hoàn toàn dung hợp với cả Ngũ Phi, các nàng căn bản là không thể chia lìa nữa. Một người tử vong thì người kia cũng sẽ phải chết. Ta không đành lòng ra tay là vì còn hy vọng, chỉ có thể tiếp tục chịu đựng. Người phong ấn nàng cũng xem như giải thoát cho ta. Ánh mắt của Lam Mộng Đạo Tôn phức tạp, chậm rãi mà nói. Người đã đi rồi, người thì đã đi rồi, chỉ còn lại bi thương ở lại. Mấy lần ta ra tay lại càng khiến nữ nhi oán hận và phòng bị đối với ta. Ta không thể tiếp tục ra tay đối với ngươi được nữa. Mà trận chiến này cũng đã sớm không còn ý nghĩa gì nữa rồi. Đánh tới đánh lui, chúng ta đều là tu sĩ trong một động cả. Lam Mộng Đạo Tôn đứng dậy, tay áo vung lên, hai mắt lộ ra ánh sáng màu lam ngời ngời, nhìn về phía thái cổ tinh thần bên ngoài trận pháp. Cùng lúc đó, hai mắt Vương Lâm cũng lóe lên hàn quang, nhìn về phía tinh không bên ngoài trận pháp. Ở nơi đó có ba đạo cầu vồng đang gào thét, mang theo sát khí và oán khí kinh thiên ầm ầm mà lao tới. Trong ba đạo cầu vồng đó chính là ba người mà Vương Lâm quen thuộc. Ba người này chính là Diệu Âm Đạo Tôn, Kiểu Thiên Ba Tôn, và một người nữa chính là Đại Hoang Thượng Nhân. Ba người này vốn bị Vương Lâm nhốt bên trong vùng đất cổ mộ, lúc này thì không nên xuất hiện ở đây, nhưng lại được trưởng tôn cứu ra. Mối hận của bọn họ đối với cả Vương Lâm đã tràn ngập trời đất, lúc này tới đây là một lòng muốn giết hắn. Và ngày hôm nay cũng chính là vào ngày thứ 6 của năm thứ 2. Thời gian tới lúc Vương Lâm ước hẹn với tứ đại chiến tướng chỉ còn nửa năm nữa. Vương Lâm, lão phu biết ngươi đối với ta vẫn còn phòng bị. Ngay cả nữ nhi của ta khi ngồi xuống cũng không tin người phụ thân là ta đây. Hôm nay ta liền chứng tỏ cho ngươi một chút, người phụ thân này nên làm chút việc cho con gái của mình. Lam Mộng Đạo Tôn nói những lời này với cả Vương Lâm, nhưng ánh mắt hắn lại mang theo vẻ hiền lành của người cha nhìn Lý Thiên Mai. Tay áo vung lên, Lam Mộng Đạo Tôn trực tiếp bước về phía giới ngoại, thân thể hóa thành một đạo lam quang khảo thét lao tới, thoáng một cái đã ra khỏi trận pháp, xuất hiện trên bầu trời xa xa. Diệu Âm, Kiểu Thiên và Đại Hoang, ba người các ngươi biến cho lão phu. Lam Mộng Đạo Tôn đột nhiên cầm nhẹ, tiếng nói quần quận giống như sóng gào tràn ra khắp tinh không, tạo thành tiếng vọng vô tận, cũng hình thành một cơn gió lốc ầm ầm quấn tới, quấn khắp bát phương, khiến cho thân ảnh của ba người Diệu Âm phải sững lại. Lam Mộng, ngươi muốn làm cái gì? Lam Mộng Đạo Tôn, vì sao ngươi lại ngăn cản chúng ta? Không vì nguyên nhân gì cả, trong vòng 3 nhịp thở các ngươi phải rời đi, nếu không đừng trách Lam Mỗ giết người. Mái tóc của Lam Mộng Đạo Tôn tung bay, hắn đứng ở đó, sau lưng chính là Vô Danh Chuyển Luân Trận cản bước ba người. Nhưng thân ảnh của hắn lại giống như là một ngọn núi, một người đứng đó không ai có thể tiến lên nửa bước.
Tu vi không huyền đỉnh phong trong tích tắc này ầm ầm tràn ra khỏi thân thể. Khí tức không huyền đỉnh phong chí cường gào thét kinh thiên động địa. Hắn còn chưa ra tay mà chỉ khí tức này thôi đã khiến cho tinh không phải run rẩy. Giống như cả tinh không này khỏi khuất phục hắn vậy. Diệu Âm Đạo Tôn biến sắc mặt, Kiều Thiên Ma Tôn và Đại Hoang Thượng Nhân cũng đưa mắt nhìn nhau, trong mắt đều hiện lên vẻ kiêng kỵ. Thái Cổ Ngũ Tôn tu vi bất đồng, trưởng tôn cho dù đáng sợ nhất nhưng tu vi tới mức này thì ba người đều rõ. Lam Mộng Đạo Tôn lại càng kinh khủng tới cực điểm. Những năm gần đây nếu không phải là Lam Mộng Đạo Tôn có thê tử khiến đạo tâm không thể viên mãn, càng không cam lòng bước vào không kiếp, thì e là thậm chí cả trưởng tôn cũng không địch nổi lại hắn. Vào lúc này Vương Lâm ngồi khoanh chân bên trong Vô Danh Chuyển Luân Trận, nhìn cảnh tượng xa xa bên ngoài kia, bên tai chuyển tới tiếng gió rít gào. Ba người Diệu Âm Đạo Tôn không chọn cách rời đi, bọn họ cho rằng ba người hợp lực thì có thể đánh một trận với cả Lam Mộng Đạo Tôn. Thần sắc của Lý Tiến Mai lộ vẻ khẩn trương, nhìn phụ thân và ba người giao thủ ánh mắt đầy vẻ lo lắng. Tinh không bên ngoài trận pháp chấn động, Lam Mộng Đạo Tôn dùng sức một người đánh ba mà thần sắc vẫn thong dong, không có nửa điểm biến hóa. Lam quang trong tay tuôn ra quẩn quẩn, hóa thành thần thông vô thượng gào thét mà tràn tới. Nhìn trong chốc lát, Vô Lâm liền nhắm mắt lại, đối với tất cả mọi chuyện đều không nghe không hỏi. Tiếng ầm ầm đột nhiên vang lên, Vô Lâm nhắm hai mắt lại nhưng mà vẫn nghe văng vẳng bên tai. Hắn dù ngồi đả tọa nhưng mà nguyên thần vẫn phân ra một tia bên ngoài thân thể, nếu có bất cứ động tĩnh gì hắn sẽ lập tức biết được. Ngồi khoanh chân chữa thương trong 2 năm, thương thế của Vương Lâm đã hồi phục hơn phân nửa. Hắn càng dùng nhiều thời gian hơn, dung hợp 8 giọt máu của cổ đạo cổ và thuật tề thiên kia. Thuật này hắn muốn học cho được, nếu có thể vận dụng tự nhiên thì thuật tề thiên này uy lực của nó bản thân Vương Lâm đã được nếm thử, biết được nó cường đại tới mức nào. Về phần dung hợp 8 giọt máu để khiến cho lực lượng đạo cổ tăng lên thì cần phải rất nhiều thời gian. Hoàn cảnh lúc này không cho phép Vương Lâm toàn tâm toàn ý đắm chìm vào trong đó, đành phải chờ sau này có duyên vậy. Thời gian 3 ngày thoáng chốc đã trôi qua, Vương Lâm hình như có thể phát hiện, mở bừng hai mắt. Chỉ thấy trong tinh không bên ngoài trận pháp, khắp nơi này là những mảnh tinh không bị tổn hại. Vùng không gian này đã bị phá tan trong phạm vi lớn. Nơi nơi có những hắc động đang sụp đổ do đám người Lam Mộng Đạo Tôn đấu pháp tạo thành. Trong tinh không này còn có vô số hương hỏa hồn phách tử vong đang mơ hồ phiêu tán, giống như khói xương vô hình bị gió quấn đi. Nhìn một chút như vậy, Vương Lâm có thể cảm nhận được trận chiến trong 3 ngày ác liệt tới mức nào. Hắn không nhìn thấy ba người đám Diệu Âm Đạo Tôn, mà chỉ thấy Lam Mộng Đạo Tôn từng bước đi về bên trong quầng sáng của Vô Danh Chuyển Luân Trận, tới phía trước Vương Lâm. Thần sắc của Lam Mộng Đạo Tôn hơi uể oải, hiển nhiên đã có một trận đánh với cả ba người kia, đối với hắn cũng không phải là quá dễ dàng. Diệu Âm Đạo Tôn trọng thương 100 năm không thể khôi phục tu vi đỉnh phong, rớt xuống không linh, lần sau gặp phải ngươi có thể giết hắn. Về phần Cửu Thiên thì bị thương nhẹ hơn Diệu Âm Đạo Tôn điều, nhưng hương hỏa giới đã bị ta hủy diệt, bị thương tâm thần, ngày sau gặp lại hắn cũng không phải là đối thủ của ngươi. Còn về Đại Hoang Thượng Nhân bị thương nặng nhất, dùng bí thuật bỏ chạy, hắn sống không quá 10 năm nữa. Nam Mộng Đạo Tôn nói xong 3 câu này liền khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt đả tọa. Thần sắc Lý Thiên Mai thì phức tạp, nàng chứng kiến trận chiến trong 3 ngày này, thấy được sự hung hiểm khi mà phụ thân nàng chém giết với 3 kẻ kia. Vương Lâm trầm mặc hồi lâu, chậm rãi mở miệng. Ta cả đời này chỉ có thê tử đó mà thôi. Lam Mộng Đạo Tôn đang khoanh chân bỗng nhiên mở bừng đôi mắt, nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, thần sắc trở nên âm trầm. Ngay cả Lão Phu giúp ngươi cũng không khiến ngươi thay đổi suy nghĩ sao? Lão Phu không bắt ngươi phải bỏ vợ ngươi, mà là muốn ngươi hứa hẹn với nữ nhi của ta. Việc này đối với ngươi mà nói hẳn là không khó.
Nếu không vì con gái của ta, thì dù tu vi của ngươi có đạt tới không linh, dù ngươi đạt được truyền thừa của đạo cổ, có thể chém giết tu sĩ không huyền sơ kỳ, thì trong mắt Lam Mộng đạo tôn của ta đây, ngươi cũng chưa là gì cả đâu. Nắm xương già này của ta, ngươi có lẽ có thể dùng cây cung của Lý Quảng bắn chết. Nhưng cho dù chết, ta cũng quả quyết không mang Lam thi tộc của ta tới giới nội. Lam Mộng ta sinh ra trong thái cổ, là một trong thái cổ ngũ tôn. Lúc này có quyết định như vậy, ngươi chẳng lẽ cho rằng ta có thể lừa ngươi sao? Ngươi có gì khiến lão phu phải lừa gạt chứ? Cho dù là có, thì lão phu đã tu đạo vô số năm, cũng không phải vì thế mà phải cúi đầu đâu. Hạt châu thiên nghịch trong tay ngươi, lão phu nếu tham lam thì năm đó đã lấy của ngươi. Tu vi của ngươi năm đó còn chưa đạt tới bước thứ ba, lão phu muốn giết ngươi thì đã sớm giết rồi. Hết thảy mọi chuyện này nếu không phải vì ngươi và Lý Thiến Mai, thì lão phu đâu phải kéo dài tới bây giờ chứ. Chuyện của ngươi và trưởng tôn, cuộc chiến giữa giới nội và giới ngoại, cũng là cuộc tranh đoạt giữa chiến lão quỷ và đạo nhân bảy màu. Lam Mộng ta không muốn tham gia, ta chỉ muốn bảo vệ cho Lam Ti tộc. Dù ai là kẻ thắng cuối cùng thì cũng không liên quan tới ta, thậm chí có khả năng còn phải lấy ân lung lạc ta nữa. Mà lúc này ta đã bỏ qua tất thảy, chỉ vì muốn một lời hứa hẹn của ngươi với nữ nhi của ta. Vương Lâm, ngươi chớ có bức người quá đáng đó. Lam Mộng đạo tôn nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, trong mắt hiện lên một vẻ tức giận. Hắn quả thật làm hết thảy mọi chuyện như lời hắn nói, đều là vì con gái của mình. Lý Thiến Mai rơi nước mắt. Lúc này nàng mới hiểu được phụ thân của mình đã vì mình mà bỏ qua những gì, hy sinh những gì. Thần sắc của Vương Lâm lộ vẻ phức tạp. Hắn đứng dậy hướng về phía Lam Mộng đạo tôn vái một cái. Những chuyện tiền bối đã làm, vạn bối không hề hoài nghi. Vậy thì không cần phải nói nữa. Người Lam Mộng đạo tôn thấy nước mắt của con gái, trong lòng mềm nhũn, nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, lập tức không nói câu tiếp theo. Lão phu có thể lùi thêm một bước, ta muốn một lời hứa của ngươi. Nếu thê tử của ngươi sống lại, thì ngươi sẽ kết thành huynh muội với con gái ta. Nhưng nếu thê tử của ngươi cuối cùng không thể sống lại, thì ngươi phải thành đạo lữ với nó. Đây đã là giới hạn của ta. Vương Lâm, ngươi lựa chọn cho cẩn thận đi. Thần sắc Lam Mộng đạo tôn trở nên lạnh như băng. Vương Lâm trầm mặc, đứng dậy, ngẩng đầu nhìn tinh không. Hồi lâu sau, ánh mắt của hắn đảo qua Lý Thiến Mai, thấy nước mắt của nàng, thấy vẻ cúi đầu không dám đối mặt của nàng. Ngươi, thôi, lão phu cũng không cần ngươi phải trả lời ngay. Ngươi nghĩ cho kỹ rồi tới Lam Ti tộc tìm ta. Lam Mộng đạo tôn đứng dậy, không ở nơi này chữa thương. Hắn thấy được ánh mắt bi thương của nữ nhi, trong lòng đau đớn. Hắn mang theo hy vọng mà tới, vốn tưởng tất cả có thể khiến cho Vương Lâm đồng ý, nhưng cuối cùng mọi chuyện lại thành như thế này. Cha, chúng ta đi thôi. Lý Thiến Mai lau nước mắt, nhẹ nhàng đứng lên đi tới bên cạnh Lam Mộng đạo tôn. Cha, trước kia Mộng Nhi không biết, hiện giờ đã biết rõ. Chúng ta về nhà thôi. Chúng ta ở nhà cả đời không đi đâu nữa. Lý Thiến Mai kéo tay Lam Mộng đạo tôn, cảm nhận sự ấm áp của phụ thân. Nàng xoay người nhìn Vương Lâm khẽ mỉm cười. Vương Lâm, có thể tặng bức tranh Sơn Thủy Hồ Bạc năm đó cho ta được không? Bức họa năm đó cuối cùng nàng đã trả lại cho Vương Lâm, không muốn nhận, nhưng lúc này nàng lại muốn lấy về. Tâm thần Vương Lâm chấn động, hắn nhìn Lý Thiến Mai, ánh mắt lộ vẻ thấm khổ đấu tranh. Thê tử của hắn là Lý Mộ Uyển, là một người không ở cùng hắn được mấy năm, nhưng sau khi mất đi, hồn phách lại làm bạn với hắn hơn 2000 năm nay. Chỉ là Lý Thiến Mai và Mộc Băng Mi cùng Tây Tử Phượng bất đồng. Những gì nàng làm cho Vương Lâm hắn quá nhiều, quá nhiều. 10 năm dùng máu vẽ lên thân thể, cảnh tượng năm đó Vương Lâm không thể nào quên được. Sự cố chấp của nữ tử này, sự trung tình của nàng, cả nụ cười và ánh mắt của nàng, Vương Lâm cũng không phải là có trái tim sắt đá, hắn làm sao có thể lạnh nhạt với nàng cho được. Tặng cho ta có được không?
Lý Thiến Mai cắn môi, sắc mặt tái nhợt nhưng vẫn cố gắng khiến mình mỉm cười. Nàng chỉ có thể cười, nàng không muốn để mình rơi lệ vô tận trước mặt Vương Lâm. Đem bức họa đó tặng lại cho ta, Vương Lâm, đợi sau khi Lý Mộ Uyển tỉnh lại, chàng hãy dẫn nàng tới thăm ta. Vương Lâm kinh ngạc nhìn Lý Thiến Mai, tay phải run rẩy vung lên, một cái khe chữ vật xuất hiện, bên trong là một bức tranh hiện ra. Bức tranh này có núi non sông hồ, tên là Tương Vong Vu Giang Hồ. Bức tranh này được Vương Lâm cầm lấy. Hắn đã không như lần đầu tiên tặng bức tranh vào năm đó, mạnh mẽ và hào hiệp như trước nữa. Hắn không còn làm được như năm đó, bình tĩnh đưa cho nữ tử trước mặt này. Lam Mộng Đạo Tôn nhìn thấy cảnh tượng này, tức giận trong mắt hóa thành bi ai. Hắn biết nữ nhi của mình đã hết hy vọng rồi. Hết hy vọng thật rồi. Nhìn cảnh tượng này còn có một băng mi, tâm tình của nàng phức tạp, ánh mắt lộ ra vẻ không đành lòng. Nàng không có tư cách khuyên can, cho dù nàng là mẫu thân của Vương Bình thật. Nhìn phụ thân của con trai mình và một người phụ nữ khác đoạn tuyệt, chuyện này không ngờ khiến cho Mộc Băng Mi mơ hồ đau đớn. Tặng cho ta đi. Lý Thiến Mai mỉm cười đi tới trước mặt Vương Lâm, nhìn thật sâu vào mắt hắn, giơ ngọc thủ lên vuốt nhẹ lên y phục và mái tóc của hắn. Nước mắt ẩn chứa trong vẻ tươi cười lúc này không nhịn nổi nữa mà rơi xuống. Nàng nhẹ nhàng ôm lấy Vương Lâm, nước mắt rơi trên y phục hắn, khiến cho bộ y phục màu trắng này ướt đẫm. Nếu không phải chàng thích ta, thì tại sao ở Vân Hải Tinh Vực lại cứu ta? Cứ để ta mang theo kỳ vọng mà chết đi, ở lại trong ký ức của chàng có phải tốt hơn không, Vương Lâm? Ân không phải là tình. Lý Thiến Mai thì thầm bên tai Vương Lâm, rời khỏi lồng ngực Vương Lâm, cầm lấy bức tranh trong tay Vương Lâm định rời đi. Nhưng nàng cầm lấy bức tranh đó lại sững lại, bởi lẽ bức tranh đã bị Vương Lâm nắm chặt. Vương Lâm nhắm hai mắt, cầm lấy bức tranh. Lý Thiến Mai nắm lấy bức tranh rồi mà Vương Lâm vẫn không hề buông lòng. Sắc mặt Lý Thiến Mai tái nhợt, nàng quay đầu lại nhìn Vương Lâm, thấy hắn mở to đôi mắt. Bức tranh này nàng không cần nữa. Vương Lâm vung tay phải một cái, bức họa Tương Vong Vu Giang Hồ lập tức tan nát, hóa thành mảnh vụn tiêu tán trong tay hắn, tiêu tán trong tay nàng. Từ nay về sau, nàng chính là nữ nhân của Vương Lâm ta. Vương Lâm cúi đầu, lời nói kiên định, êm ái mà mở miệng. Uyển Nhi là thê tử của ta, đợi sau khi nàng tỉnh dậy, chúng ta sẽ cùng nhau thành thân. Lý Thiến Mai ngây ngẩn đứng đó một hồi lâu, nước mắt lại tuôn rơi, vùi đầu vào lòng Vương Lâm mà khóc. Vương Lâm ôm lấy Lý Thiến Mai, hắn nếu đã quyết định sẽ không hối hận. Đây là nữ tử đầu tiên trong 2000 năm qua hắn tiếp nhận ngoài Lý Mộ Uyển, nàng tên là Lý Thiến Mai. Rồi ok, chúng ta sẽ kết thúc tập 412 tại đây. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện, đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà cập nhật những video mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp vào buổi chiếu vào ngày tiếp theo.